Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài tập vẽ 2D của AutoCAD nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ vẽ những bài tập này, cho mình vẽ một vài bài thôi. Thì cái phần này nó cũng không khó, nó có bạn luyện nhiều các bạn sẽ biết thôi các bạn ha. Rồi ok, đó, thì đây là cái bài tập mình đã vẽ trước rồi. Giờ mình sẽ vẽ theo cái bài này cho các bạn xem nhé. Này nói chung mình nó khó, cũng không có khó mấy. Rồi ok, giờ mình đầu mình vẽ nè. Vẽ cái đường line trước. Ở đây có cái đặc biệt là có một cái góc 129 độ, các bạn thấy không? Thì cái này thì các bạn dùng bệnh rotate nhé. Thì một cái đường dài 80 rồi rotate lên là khoảng cách từ giữa hai cái hình tròn đó các bạn. Đó, các bạn vẽ ra các bạn rotate lên. Rồi xong rồi các bạn vẽ một cái đường ngang 6 62 nhé. Rồi ok đó các bạn. Trước khi mình vẽ, bạn phải nhìn các bạn vẽ mà hình dung ra cái hướng vẽ như thế nào nhé các bạn. Rồi ok đó, rồi mình vẽ một số cái hình tròn trong ngoài nhé. Đó. Kính phi 20, phi 3, 30 này. Các bạn copy lên trên kia, hai cái hình này nó như nhau, hai cái hình tròn này nó như nhau. Rồi, ok, enter. Rồi giờ mình sẽ vẽ cái phần bên trong này. Rồi đó, các bạn chịu khó theo dõi nhé. Đó. Trong thời gian tới mình cũng không biết cái AutoCAD này mình có ra được bao nhiêu clip nữa, tại hình này AutoCAD này nói chung mình 2D thì nó cũng dễ không các bạn ha. Còn cái phần 3D thì thiết kế thì nó là khó quá, có những cái mẫu mình thiết kế những phần mềm kia thì nó nhanh lắm, còn qua bên này thì mình thiết kế khá chậm, cái này nó không có thiên về vẽ 3D cho lắm, cái này nó không có xuất được cái file EGS gì hết. Ra chắc mình ra được có vài cái clip vẽ 2D chắc mình ngưng quá. Chứ vẽ 3D chúng các bạn thì những cái bài đơn giản thì dễ vẽ, chứ mấy cái bài này mấy cái mẫu mà phức tạp hơn tí là nó khó lên liền. Chắc tại mình xài không quen á, mà mình không có thời gian nhiều, mình tìm hiểu thêm, trong thời gian tới mình có thể là mình sẽ không ra nhiều cái video về AutoCAD nha các bạn ha. Các bạn cũng thông cảm cho mình nhé. Đó. Bây giờ theo mình sẽ vẽ cái vòng tròn nhỏ bên này, là tức nó cách cái tầm cái vòng tròn lớn là 10 á, mình offset nó ra 10 rồi là mình vẽ cái vòng tròn nhỏ cho nó nha các bạn ha. Rồi ok. Đó, các bạn quan sát nhé. Các bạn vẽ dần dần là các bạn quen, vẽ nhiều bài tập nên là quen, trên mạng nó rất là nhiều bài tập. Đó ok. Chỉ lựa những bài nào mà nó gọi là nhìn nó phức tạp mình vẽ thôi, những bài dễ quá thì mình chuyển qua dạng này. Nhận shot rồi, shot các bạn mình coi bạn tham khảo thôi. Rồi ok. Đó, cái phần này các bạn nhìn hình cho nó kỹ, nó có nhiều hình quá nên rất là rối. Đó, mình đang tạo cái phần cong ở cái bên này, rồi các bạn sẽ trim bớt nó đi. Trim bớt những cái phần dư thừa đi. Trim là TR trim, mà các bạn cắt bỏ cái phần không cần thiết, không cần thiết đi, cho cái hình nó gọn lại nhé. Nó cứ trim chọn một cái là cái phần giới hạn, là các bạn cắt theo nó. Đó, TR trim cắt bỏ đi, nhìn cho nó gọn nha các bạn, không có nhìn cái hình nó rối quá, mình cũng quên chưa cắt này. Ok, cắt bỏ này đi, đó là mình làm gọn cho nó đó bạn, nó cắt cái phần trăm đi, rồi mình tiến hành mình fillet, mình bo cho nó lại hơn các bạn ha. Như đường bo nó là hai đó, fillet chữ F mình tắt từ fillet á, mà chúng ta bo lại R2. Chúng muốn tìm các phím tắt thì các bạn lên Google các bạn gõ cũng được. Ok đó, các bạn nhập R2 cho mình bo lại. Đó. Fillet cái phần này, xong đó các bạn sẽ vẽ cái đường tròn bên này nhé. Rồi ok. Rồi đó. Rồi chúng ta vẽ cái đường tròn đây. Rồi ok. Đó, chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn nhỏ cho dùng 3 tầng. Đó, cái miếng nhỏ nhỏ dùng 3 tầng. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta vẽ tiếp này.
Đó, chúng ta vẽ tiếp, nhập số liệu vô rồi ok, chúng ta vẽ mấy cái đường tròn nhỏ nhỏ, chúng ta sẽ 3 tầng cho nó. Ok rồi, chúng ta sẽ vẽ cho nó. Nói chung là vừa vẽ vừa xóa bớt đi. Đúng ra là các bạn mấy cái đường dấu các bạn chuyển thành đường, đường mấy cái đường tâm các bạn đâu đâu có được xóa đâu, mà mình sẽ xóa bớt thì cho các bạn dễ nhìn, không có nhìn nó rối lắm các bạn ơi. Rồi ok, ở đó 6 6 cái. Rồi phần tiếp theo là em mấy cái đường cung tròn tiếp tuyến vô cho nó là nó dễ rồi đó. Với lại này nè, tần tần ra đi tiếp tuyến rồi nhập cái bán kính của nó vô là 100, enter đó, cắt bỏ đi, làm tương tự như vậy thôi đó. Bài này nói chung là nó không có khó, mà AutoCAD thì nó thiết kế 2D cũng khá là ổn. Enter, cái phần mềm AutoCAD này sử dụng phổ biến đó các bạn ha, phần 2D này sử dụng khá phổ biến. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình dùng cái bo phần này, cái này là bán kính là 550, nhập cho R 50 rồi chim nó đi đó. Tiếp ở xin lỗi các bạn, mình chọn đó, nhập bán kính nó vô, nhầm lộn, các bạn kích vô mình chọn nhé, 50 à, ok rồi đó, chim 550 đó các bạn. Đó, chúng ta chìm bớt đi rồi đó, thì chúng ta sẽ hoàn thành nó lại. Giờ mình sẽ tạo cái đường nét ép dày cho nó. Cái này trong phần layer đó, mình đã chỉ cho những ở những video trước nha các bạn ha. Đó, mình cái phần layer. Rồi ok, đó các bạn chọn cho hết nhé. Các bạn tiến hành này. Rồi xong, tiếp tục với cái phần này. Thì còn thiếu nè, chọn vô. Layer, bạn chọn theo phần trên đó, mình nào không cần thì mình sẽ bỏ bỏ bớt đi. Rồi ok đó, layer tiếp tục rồi. Ok rồi đó, chọn vô rồi kích vô phần phần layer nhé đó, đường cơ bản đường dày. Rồi ok đó, là ra AutoCAD đó các bạn, mà tập này không khó, tập được các bạn nhé.